Rồi, chào chào cả nhà đi. Chào cả nhà. Đây, bữa nay chị Hai có gì? Có là Chubby Fan. Đây, chị Hai, bữa nay chị Hai nó có cái body, cái ráp hình body Chubby Fan nữa nha. Đây. Cái này là nó có từng miếng ở trong đây. Xong rồi mình ráp lại thành cái tháp Fan cho thằng em nó xé của người ta luôn rồi nè. Thằng cái tháp FN 3D đây. Nó có xe âm chạy xe đạp, người ta đi bộ mình kia cái nọ nha. Thấy bộ này cũng dễ thương nên mua về cho chị Hai ráp thử. Ở chị Hai mở rồi chị Hai. Con cây gì? Đó, đây mày coi. Mẹ nó nhưng mà lại để cái sợi dây. À, những cái kim. Đây nguyên một, đây nguyên cái bộ của nó, có cây này, có cái tháp, có cái âm đạp xe đạp, đây là có số hết cả nhà, đây có số hết rồi. Bây giờ người ta sẽ chỉ mình làm số rồi cái miếng đó hả? À đúng rồi, đây phải chia cái tháp FM mình đọc mình lấy. À. Có cái hình người ta đi à. Đèn này kia kia nọ đẹp với một cây này. Bây giờ mới gỡ cái từng miếng này ra đây, giờ gỡ ra. Mình phải gỡ ra mình mới ráp được cái nhà thì hộp cái chỉ. Từ 1, 2, 3, 4 rồi mình gỡ ra cái nhà nha. Đây, giờ chị Hai đang ngồi gỡ rồi nha. Chọt kẹ, mấy kẹ cái chân chọt mà nó đẩy ra con. Đây có tờ giấy chỉ cho làm luôn. 1, 2, 3 là cái gì? Chị Hai gỡ rồi. Sao khó cái gì? À. Khó gì? Khó à. Đó, cái đầu bận cái chừng lách á. Cái là cái bùng bông, bùng hoa gì. À, giờ chị Hai ngồi đó, chị Hai làm nha. Rồi là tới hai anh em áo đỏ nè. Rồi chào cả nhà đây. Chào cả nhà. Cười coi. Cười. Cười. À đi, thấy coi coi, cậu gọi hè. Đây, nó có bộ đồ chơi. Bộ đồ chơi hả? Cái này biết là Papamu. Đâu, cái này là Papamu chung với nhau đấy chơi. Ừ. Cái này là bỏ trong cái máy cho mình bắn lại đây. Cái chơi như vậy nè, mình để đây nè. Để đây nè, một người trẻ này, một người thế đây. Xong bắn vô. Thì bắn mạnh với răng ra ngoài luôn hả? Rồi giờ rồi con với Ari chơi đi coi ai thắng. Ari chơi đây á gì? Đâu buông cho anh chơi, anh đang chơi cũng làm cái gì ạ? Rồi con cái anh cái như lên bắn. Đưa cho anh bắn coi. Con ấy trúng lắm. Một, bắn hết đây, bắn hết đâu đi. Thôi đi cho anh bắn đi con. Này, là bởi có anh bắn vào được bao nhiêu cái con bỏ vô. Từ nãy hả? Con bắn bên đây, nó qua bên đây. Xong nó qua bên đây, xong nó qua bên đây. Rồi tiếp rồi. Ôi ghê không? Được chứ, anh bắn hả đi nha. Ôi ghê. À, cái này ở Việt Nam mình biết kêu bằng cái game gì không biết nữa. Đi uống chơi vợ. Ừ. Đúng rồi, em có hai ngày một đêm chơi ha, có hai ngày một đêm suốt ngày. Có chơi nữa nè. Rồi, đâu có gì. Mông gớt gì hả? Đâu chơi hả? Con thấy trong phim á. Cái gì? Trời ơi đó. Nó xé luôn rồi nè. Được rồi, đưa mẹ coi. Có bao nhiêu lượt? Phim này phim gì?
Cái này con gos. Gos hả? Dạ. Chả biết phải quật hình gì mà. Cái ở trong quật hình đó. Cái coi này á. Nó xé, nó không chờ đợi được nó xé lên đây. Trong đây là nó có tới mười mấy con. 16 con. Đấy, này ai cầu hình này mình mới biết. Chứ không coi là bó tay. Mình không biết cái quật hình mông ghét này nè. Thấy có quật hình này không? Dạ có. Coi hả? Thấy không? Tôi cũng thích coi ở Việt Nam. Cùng mẹ con coi. Con này thích nè. Coi ông em chơi kìa. Con này cái gì? Tên gì biết không? Dạ không, con chỉ biết con mông ghét thôi. Mông ghét thôi, không biết tên nữa hả? Dạ không biết tên. Mày ở chuối đầu gì? Được rồi, con này cái gì? Nhiều nguyên. Con ma. Có đùi để bay nữa rồi. Hả? Con đùi để bay. Có đùi để bay nữa hả? Dạ. Vậy nó bị chết xuống bay vậy. Chết xuống bay vậy hả? À, con gì nữa được rồi. Con này cái gì? Con vi công. Phải vi công không? À, hai hai. Con này. Đây, con nữa. Con màu cam là con gì? Con màu cam, con này có màu gì? Màu đen. Con màu cam đâu? Còn có màu cam nữa. Con màu cam nữa này. Con cam giống bờ miếng bầm ngựa. Cái này là Sauvager, là con ngựa nó đi theo nó đó. Vậy đó hả? Con này hả? Mấy ngày con ngựa xong nó nó đi. Vậy đó. Trời ơi. Rành quá ha, đó bốn con á. Tại sao à, hai anh em à, đứa hai con là sao lụm luôn con ta luôn rồi. Hay thiệt á. Con này đem dẹp bên đây. Rồi hãy ngồi nè. Đừng ngồi gần cái màn hình, mẹ không có thấy được cái rõ mặt lại thế nào nữa đó. Con này hả, là gom qua đây. Con này là gom ở dưới. Con này đi cho thử rồi. Con này thì gom ở dưới. Con đi ra cho được, đi ra thử rồi, coi được không. Đây nè, bữa đây nè, bắn qua. Ăn đi chơi dở lắm. Ông đi chơi dở lắm, không có chơi nhanh đâu. Lại. Thế là biết chơi cho em chơi, cứ nói nữa. Trời, ta còn nhỏ. Tự liếc, tự liếc. Đây. Để đó hả? Mới vậy nữa. Em chơi được không? Tôi để cái hộp, gì lấy gì bỏ vô. Đó, ở đây ai bắn qua bắn lại mà nhiều bị qua cô của mình qua hết nhiều hơn như thắng thì phải à. Thắng lắm hả? Dạ. Không thắng hả? Chơi em bắn ra đây mà qua đây thắng. Em thắng á. Từ nãy thì bắn thôi ra đi, anh ba kỳ của ta chơi mà anh cứ nói rồi. Ta còn nhỏ mà. Ta còn nhỏ mà. Ghê quá. Bây giờ có nguyên liệu. Ờ. Đó, hợp bốn con giờ ôm là thâu tóm luôn. À vậy đó hả? Ba đứa hai con biết nó bằng cách nào nó thâu tóm được thằng này được hết luôn. Cứ hai con thành bốn con của mình. Dạ con em bỏ mà con đủ mấy con này. Nãy của Ari là có hai con nào? Con em bỏ hả con được lấy con này, con lấy hai con đẹp con rồi ghê con xấu. Con lấy này và cái này. Khùng ghê vô lượng hai con đẹp lấy à. Chơi không lại với ông luôn vậy. Ông bánh mung quá. À đây á. Thôi đó, ghê không, mọi người. Ghê quá, hãy thì bánh dữ lắm. Đó, nằm luôn rồi. Đồ chơi này là con thích nhất. Xin ra, ừ. Ở nhà đó, dễ không ơi. À, rồi chơi đi. Bên ơi, dễ. Mẹ con muốn chỉ hết rồi, kìa mẹ đâu quay được nữa. Trời ơi, bắn hoài không qua luôn. Tụi mẹ con khoai cảnh này con thích được cái này lắm được rồi. Anh ba kéo em. Thôi. Cổ lên Ari. Trời ơi, ghê thiệt. Thế nào em bỏ hả con? Con xíu chảy máu. Đau cũng chết mà chơi với Ari, con lọc nó ra. Trời ơi, ngứa tai. À, con thấy nửa tay con người bốc ra. Ghê. Nó đau chơi vậy. Dạ,
Vì chạy máu lên mày ghẻ xong phao đi thấy đi gửi giùm hả? Không có, tôi không có mượn ra đi gửi. Không mượn đó hả? Nó cũng đâu cũng nó cũng nhiều chuyện dữ ha. Ăn đi gọi ấm móng tay con cái thật chứ nó tan trời móng tay con nè. Đang đôi dép với cậu ghét không? Đôi dép thằng vui rồi, giúp khác đi cùng, giúp cái chủ chủ lại lấy cho đi mang đi. Chị. Rồi chị hai. Rồi chị hai nhìn hình chị hai ráp đi. Nè số 2 là cái nào? Số 2 là cái chân của cái này nè. Rồi làm số 1 trước đi mẹ. Số 1 là cái con đường này rồi. Cái con đường thì để gấp mấy cái này hả? Mình để lên nó hả? Mình phải gửi mấy cái này nè. Cái chân. Mà đã quên pin rồi. Đi đây. Không đi ra gì đâu. Bây giờ chị hai ngồi chị hai nghiên cứu nha. Chị nghiên cứu mấy cái chân của cột cái tháp đi. Đây, thầy đã công vô. Thầy đã cái công cho người ta dùm với mẹ. Cái này thì nó hơi kỳ công chút xíu. Là mình chân tháp cái fan họ đây. Rồi bây giờ thì chị hai nó làm thì mình quay tiếp rồi cả nhà nha. Ê, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà cùng với cuộc sống Pháp. Đây cả nhà, ráp phụ chị hai đây. Chị hai không có ráp một mình được hết đây, giờ ráp chơi phụ chị hai đây. Để chị hai cầu cứu. Hello everybody. Rồi hello everybody trời. Hello. Hello everybody, tiếng Pháp là gì? Help me hả? Là cứu mình. Tiếng Pháp là hello everybody là gì? À, xin chào các bạn. Tổ tiếng Pháp rồi. Xin chào. Bon gì? Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour tout le monde. Tại sao con quý ai cho mình chỗ nói hello chưa bỏ đi hoài vậy? Tại sao nói tiếng Anh lê? Ủa con quý biết hả mẹ? Sao không? Làm như mình âm biết tiếng Anh lê. Ê, gọi số. Để người ta đi tập, để con quý đi tập hả mẹ? Ráp được một khúc rồi cả nhà. Để con quý đi tập nữa. Đi tập tiếng Anh nữa. Bây giờ mình sẽ phụ chị hai làm hết cái này, mình qua tiếp với cả nhà xem cả nhà nha. Đây phụ chị hai gắp được cái tháp Eiffel lên rồi cả nhà. Giờ chị hai đang gắn mấy cái cây với lại mấy cái đèn cái người ấy. Còn gì chị hai ráp đó chưa quay nữa. Còn gì chị hai ráp đó đấy là được tháp Eiffel phụ chị hai rồi. Thằng em đi đâu? Thằng em thấy nó sẽ lên bàn. Tỉ mỉ rồi ráp á, còn cái ôi lật cái thói phê lên luôn. Không có đụng vô của người ta nha. Phá nha. Anh ơi có hai cái đèn, anh ơi có một cái đèn là sao? Nó nóng quá vậy. Mẹ con chưa thấy rồi, mày có hai cái đèn gắn với nhau nữa. Đó nhìn hình cha hai, nhìn hình cha hai gắn thì sao mà nóng quá mẹ ơi, giọt kia. Mẹ tại sao cái một cái đèn này có hai cái? Thôi. Mẹ quấn con trước. Không kỳ ghê á. Chị hai không quấn em. Đủ rồi. Cứ ghi lộ bị lão nhà hoài. Bây giờ đi chị hai làm cho rồi đi. Cái tu quên phê lại con làm. Ôi chế nữa. Ôi gió không chấp mắt luôn biết ai làm mà. Con làm. Con được rồi. Khỏi đang nói dạ bộ đó. Không có. Bây giờ chị hai làm xong rồi mình quay nha cả nhà nha. Đây. Đi dọc kẹo ta. Đây chị hai xong rồi đây cả nhà. Xong sắp ép fan nữa này. Đây. Nó kiểu như nó không có chắc lắm đó nha. Nó còn hơi sập xệ chút. Ép fan của chị hai. Gắn dùm cái tháp gọn như là nó ngồi mài mò đó nha. Cái tháp hơi khó. Mẹ chị là giỏi. Trời ơi, tự tin quá. Dạ, mẹ làm chứ ai làm nữa. Mẹ gắn kéo tháp chị hai, hai gắn đó, đấy chị hai. Ôm nhau cái đời. Tỉ mỉ. Có ông đạp xe đạp mới nè, đó. Tôm đi chơi như trong hình luôn đó nha, đấy. Nói là có ôm nhau, nữa đây nè, ôm nhau.
Đó. Thôi, kỳ quá à. Rồi. Rồi, thôi bye bye cả nhà đi. Chào tạm biệt cả nhà. Chào tạm biệt cả nhà. Đi qua bye bye rồi cái chị hai rồi bye bye. Bye bye đi. Bye bye cả nhà đi. Chào tạm biệt cả nhà đi. Làm đi gọi đó vậy con. Ừ, bye cả nhà nha. Cả nhà video tiếp theo.